Xin chào các bạn, hôm nay thì do là ở Berlin đang là ngày nghỉ kỷ niệm 75 năm ngày nước Đức thua cuộc trong chiến tranh thế giới thứ hai, cho nên là mình có một chút thời gian và mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm trong vòng phỏng vấn cuối cùng tại Amazon cho vị trí technical recruiter, tức là nhân viên tuyển dụng chuyên về mảng công nghệ, về mảng tech. Thì mình đã có cuộc phỏng vấn này với Amazon tầm hơn một tháng trước, tức là vào cuối tháng 3. Vì lý do dịch cho nên cái phỏng vấn của mình thì không có xảy ra ở văn phòng của Amazon, mà mình đã có một buổi phỏng vấn online. Buổi phỏng vấn của mình là nó đâu đó từ 12 giờ cho đến 6 giờ rưỡi tối. Mình nói chuyện với 5 người, mỗi người thì có một cái khoảng thời gian là 45 phút và có một cái khoảng thời gian nghỉ giữa cái phỏng vấn thứ hai và phỏng vấn thứ ba. Nhưng mà thực ra thì mình lố giờ khá là nhiều, tại vì mình hỏi khá là nhiều á. Cái buổi phỏng vấn cuối cùng của Amazon á, nó luôn luôn khá là dài theo như mình đọc được. Cho nên là một cái kinh nghiệm đầu tiên á, là cái ngày mà bạn phỏng vấn và thậm chí là cái ngày mà trước khi bạn phỏng vấn nữa là nên nghỉ ở nhà. Nhưng mà thực ra thì mình cũng không có phòng chuẩn bị gì nhiều. Thậm chí là mình còn quên cái chuyện là phải coi lại 12 cái quy tắc lãnh đạo của Amazon nữa. Mình có một cái buổi phỏng vấn trước đó với lại một nhân viên tuyển dụng của Amazon rồi. Buổi đó thì diễn ra tầm khoảng một tiếng, hơn một tí. Và sau đó thì mình nhận được kết quả là mình đậu. Nhưng Amazon đã ký hợp đồng cho vị trí đó với lại một người khác rồi. Điều này thì cũng hay xảy ra trong mấy công việc tuyển dụng thôi, tại vì họ họ làm theo kiểu cuốn chiếu đó, tức là cứ có người nào tới trước thì họ làm trước vậy đó. Thì họ nói với mình là mình có hai lựa chọn, mình có thể lựa chọn đi tiếp và giữ cái kết quả phỏng vấn trong vòng 6 tháng, và mình có thể lựa chọn là thôi dừng cuộc chơi tại đây và khi nào có vị trí phù hợp thì mình có thể nộp lại. Nhưng mà mình đã lựa chọn là đi tiếp luôn. Cho nên là mình đã đi tiếp với lại Amazon và phỏng vấn tiếp, dù mình biết là cái cơ hội khá là hên xui, không có gì đảm bảo hết. Đồng thời họ cũng hỏi mình luôn là giả sử như nếu mà họ có vị trí ở Luxembourg là cái trụ sở của Amazon châu Âu, mình có đồng ý là sẽ di chuyển sang đó không? Tại vì hiện tại thì mình đang sống và mình nộp cho cái vị trí tại Berlin. Trong năm cái người mà mình phỏng vấn á, người đầu tiên á, gọi là Senior HR Business Partner, người đó chuyên coi về cái mảng nhân sự cho nhân sự. Người đó là một dạng vừa more senior nhưng mà không có cùng trực tiếp ở trong cái bộ phận là recruitment. Nó hơi chéo chéo vậy nè. Cái người thứ hai mà mình gặp á, thì là sếp tổng của bộ phận tuyển dụng cho khối châu Âu. Tức là người đó là một cái người sếp ở khá là cao trên. Người thứ ba mà mình gặp á, thì là cái người có khả năng nhất trở thành sếp trực tiếp nếu mà mình có được công việc. Thì người đó là gọi là recruiting manager về bộ phận tech. Hai bạn thứ tư và thứ năm luôn thì đều là đồng nghiệp ngang cấp, tức là đều là recruiter cho mảng tech. Cấu trúc câu hỏi, các câu hỏi mẫu này nọ của Amazon thì bạn có thể kiếm được rất là nhiều chỗ. Họ dùng một cái mô hình xuyên suốt, đó là mô hình STAR. ST là Situation Task, A là Action và R là Result. Trong một tình huống cố định, bạn đã giải quyết bằng những hành động như thế nào và đi được đến kết quả ra làm sao. Thì đó là cái cách mà họ sẽ hỏi bạn, cũng như là cái cách mà họ mong chờ bạn sẽ đưa ra cái câu trả lời của mình. Nếu mà bạn ý thức được cái công thức đó rồi thì bạn nên chủ động, bạn suy nghĩ những câu trả lời, bạn sắp xếp những cái ý của mình theo cái thứ tự như vậy luôn, để người ta không phải hỏi đi hỏi lại nữa. Những cái email mà nhắc nhở trước phỏng vấn á, thì người ta cũng nói rất là nhiều về chuyện là nên xem cái công thức này trước. Cách phỏng vấn của họ thì là behavioral questions, tức là những câu hỏi về cách xử lý tình huống, bạn đã làm như thế nào trong một cái trường hợp như vậy và kết quả ra làm sao. Phiên bản hơi khác của công thức STAR là gọi là STAR AR. Thì làm sau khi bạn đi qua hết cái STAR rồi thì nó có cái AR gọi là Alternative Result. Có thể là bạn nói về một cái sai lầm chẳng hạn, nếu mà được làm lại thì bạn sẽ làm lại như thế nào và kết quả nó có thể khác ra làm sao. Thì trong nhiều trường hợp người ta cũng sẽ áp dụng cái công thức STAR AR này để mà xem là bạn có phải là một người có khả năng nhìn lại những cái bài học đã qua và rút ra được kinh nghiệm cho những cái sẽ xảy ra trong tương lai hay không. Người đầu tiên mà mình gặp là một chị tên là Jennifer. Chị vô thì chị giới thiệu một tí về cái kinh nghiệm của chị đó. Chị hỏi mình là tại sao lại nộp cho vị trí này. Sau đó thì bắt đầu đi vào làm các câu hỏi nó cụ thể hơn. Câu hỏi đầu tiên là một tình huống mà mình có cái mâu thuẫn với lại cái người sếp của mình. Thì mình nói về một trường hợp mà mình muốn tuyển một bạn ở mức độ junior thôi, nhưng mà sếp mình thì lại muốn tuyển một bạn ở cấp độ senior. Thì sau đó mình trình bày là mình đã làm sao để mà mình thuyết phục sếp, sếp mình ban đầu phản ứng ra làm sao, và sau đó thì mình đã thuyết phục sếp mình như thế nào. Sau đó thì chị đã hỏi là một tình huống mà mình phải thực hiện một cái gì đó rất là nhanh, một cái task action. Thì mình nói là rất là gần cái lúc mà mình phỏng vấn thì bỗng nhiên mình nhận được cái công việc là mình phải chuẩn bị số liệu với lại giấy tờ cho cái due diligence. Cái mấu chốt của trong câu hỏi này thì là về quản lý thời gian, tại vì khi mà mình phải làm
thì thường thường là nó sẽ ảnh hưởng tới những thứ khác còn lại mình đang làm như thế nào. Chị đã hỏi một cái nữa là nếu một trường hợp mà mình đã phải nhận thêm một cái nhiệm vụ ngoài cái nhiệm vụ bình thường của mình, significant extra responsibility, thì mình nói về một cái dự án khác mà mình làm ngoài cái công việc tuyển dụng. Rồi sau đó là một câu hỏi về một tình huống mà mình đã đưa ra một cái ý tưởng và mình đã thực hiện nó như thế nào. Thì lúc đó mình kể về chuyện là trong mùa Covid này thì mình là người làm cái chương trình kết nối mọi người thông qua những cái buổi online meeting, giúp mọi người thích nghi với cái tình huống làm việc tại nhà này, cái tình huống làm việc rất là bất ngờ này. Sau 4 năm cái câu hỏi đó thì bắt đầu là thời gian mình được hỏi. Nghe 4 câu hỏi thì có vẻ là nó ngắn, mình cũng không có đi vào chi tiết tại vì mình cũng quên mất là mình chém gió cái gì rồi. Ở Amazon người ta thực hiện cái công thức STAR và nhất là người ta sử dụng cái kỹ thuật gọi là onion peeling, tức là bóc hành rất là tốt. Người ta nghe rất là kỹ và sau người ta sẽ hỏi tiếp, hỏi sâu vào. Mình không nói là không thể, nhưng mà nếu mà bạn nói láo, nếu mà bạn dựng nên một cái câu chuyện hay là bạn thêm thắt quá nhiều thì sẽ rất là dễ bị lộ. Tất nhiên là mình cũng có thêm thắt một tí, ví dụ như làm cho nó nghe nó sang hơn, nghe cho nó hành tráng hơn một tí, mình có làm chuyện đó và mình nghĩ là ai phỏng vấn chắc cũng có làm chuyện đó hết. Nhưng mà nếu mà bạn làm quá nhiều á, cái liều lượng mà nó quá nhiều thì không dám nói là người ta có nhận ra hay không. Nhưng mà khi mà người ta hỏi tiếp, bóc hành tiếp á, bạn sẽ phải tiếp tục bịa, và càng bịa thì sẽ càng dễ mắc sai lầm. Khi mà câu hỏi mà về mâu thuẫn giữa mình và người sếp chẳng hạn, thì người ta hỏi là tại sao người sếp đó lại có mâu thuẫn như vậy, em đã xử lý như thế nào, ban đầu phản ứng của sếp như thế nào, xong rồi em đã nói gì, xong rồi khi em nói vậy xong thì sếp có thay đổi hay không, sếp đã nói lại gì, và tức là đi rất là kỹ, giống như là theo cái thực tế nó xảy ra ở ngoài vậy á. Người ta soi vào từng chi tiết như vậy, và một là soi vào chi tiết, hai là sẽ soi vào số liệu và tại sao, rất là nhiều câu hỏi tại sao liền nhau. Sau cái phần mà chị đã hỏi thì mình được hỏi thì mình hỏi nhiều hơn về cái vị trí của chị đó, là chị đã làm cái gì. Mình cũng khá là hứng thú với cái công việc HRBP, nó là một cái mảng khá là hay của bên nhân sự. Mình hỏi tiếp là cái gì mà chị đã thích ở Amazon, thì chị đã nói là ở Amazon thì có rất là nhiều cái cải tiến, nhiều cái ý tưởng mà bạn có thể làm, và bạn có thể sửa sai trong cái quá trình mà bạn làm, có rất là nhiều sự độc lập để mà thực hiện cái mà bạn muốn thực hiện. Công việc thì rất là đa dạng. Sau đó mình hỏi chị đó là chị nghĩ là những cái yếu tố nào sẽ giúp một người thành công ở Amazon, successful factors, thì chị đã nói là thứ nhất là phải cởi mở cho những cái việc học hỏi, mà không phải là học hỏi bình thường mà là học hỏi rất là sâu, tức là tự tìm tòi rất là sâu, deep learning, và phải biết ứng biến và thích nghi, adjust and adapt. Chị đã nói nữa là Amazon có một cái cách rất là đặc biệt để mà tuyển dụng, cho nên đó là cũng là một cái khó cho những người làm recruitment. Khác biệt hoàn toàn thì mình cũng không đồng ý lắm, tại vì ví dụ như STAR này nọ thì mình biết là mình cũng biết từ hồi mà mình còn ở Việt Nam rồi, và mình cũng biết là có những công ty khác sử dụng cái công thức này. Có thể là họ không sử dụng một cách đồng nhất và nhất quán và trên tất cả mọi cái location, mọi cái địa điểm như là Amazon, kiểu như là người nhân viên họ chưa đủ thấm nhuần thôi, chứ cái này thì không phải là cái gì lạ hết. Cái yếu tố thứ ba mà chị đã nói để mà một người có thể thành công ở Amazon á, nếu mà thấy mà cần giúp đỡ thì cứ nói ra, ask for help, chứ không phải là in xong rồi cố gắng tự làm nhưng mà không đến đâu. Thì đó là cái phỏng vấn 45 phút đầu tiên của mình và cái chị Jennifer này. Tiếp theo đó thì mình gặp cái bác Matt. Thì bác này là sếp bự đến mức nào mình cũng không biết nữa. Thì bác này làm cho Amazon 7 năm, trong đó có 4 năm ở châu Âu và 3 năm ở Seattle. Thì một cái điểm nữa mà mình thấy khá là hay ở trong những cái người mà mình gặp ở Amazon đó, là thứ nhất không chỉ là cái sự đa dạng về quốc tịch hay là kinh nghiệm hoàn cảnh, mà thứ hai á, là cái sự luân chuyển địa điểm có vẻ là rất là dễ dàng bên trong Amazon, hoặc là luân chuyển cả về vị trí nữa. Mình nhớ là có 2-3 người gì đó là từ Seattle hoặc là từ Madrid rồi qua Luxembourg. Nói chung là họ di chuyển rất là nhiều, hoặc là từ một cái bộ phận khác trong công ty không liên quan gì đến nhân sự tuyển dụng hết, nhưng mà lại chuyển qua làm vị trí này. Bác này có một cách hỏi hơi khác một tí, tức là bác bắt đầu hơi khác một tí so với lại những người còn lại, mình phải nói là vậy. Bác này là một con người rất là số liệu luôn. Bác bắt đầu là hỏi mình là mình tuyển dụng bao nhiêu người trong một năm, tổng số vị trí, rồi ở mỗi thời điểm làm thường thường mình có bao nhiêu vị trí, mình làm việc với bao nhiêu người hiring manager, tức là cái người sếp mà cần tuyển nhân viên á, rồi với bao nhiêu người gọi là budget owner, tức là bác xem rất là kỹ là mình phải tương tác với những đối tượng nào và bao nhiêu, để mà xem được cái khả năng là mình có đương đầu được với nhiều cái mức độ công việc lớn ở Amazon hay không. Sau đó bác lại hỏi mình là cái nguồn tuyển dụng của mình đến từ đâu, thì mình nói là 50% là họ tự nộp, 50%
mình đi kiếm trực tiếp, rồi bao nhiêu phần trăm là nhân viên giới thiệu referral. Sau đó thì bác hỏi mình là khi mà có rất là nhiều vị trí như vậy để mà thì làm sao để mà xếp ra được mức độ ưu tiên. Sau đó bác hỏi mình là nêu một cái tình huống mà mình đã thất bại trong việc xếp mức độ ưu tiên, fail to prioritize, thì mình kể ra một ví dụ và sau đó bác hỏi là làm sao để mà có thể làm tốt hơn nếu mà gặp lại tình huống đó. Thì đương nhiên là khi mà mình kể cái tình huống mà mình thất bại thì mình cũng phải giải thích là tại sao mình thất bại. Cái này là một điểm rất là quan trọng này. Tất cả những cái câu hỏi mà thất bại hay là điểm yếu á, bạn luôn phải biến nó trở thành một phần là lỗi của bạn, nhưng mà một phần là hoàn cảnh, hay là bạn có điểm yếu nhưng mà bạn biết nó và bạn biết cách khắc phục và nó cũng có thể trở thành một cái gì đó tốt. Thì sau đó bác nói mình miêu tả cái quy trình tuyển dụng mà mình đang làm ở công ty hiện tại. Thì mình nêu ra từng bước và bác cũng nói cho mình là ở Amazon thì họ cũng chia ra nhiều nhiều bước, trong tuyển dụng thì gọi là recruiting funnel, nó giống như một cái phễu vậy này, lọc ứng viên đi qua từng cái giai đoạn. Thì bác hỏi mình về số liệu ở từng giai đoạn thì mình cũng nói được một vài cái, nhưng mà sau mình cũng nói là tại vì công ty mình nhỏ và công việc rất là nhiều, công cụ hỗ trợ nó chưa có đủ, cho nên là mình có biết một số giai đoạn nhưng mà mình không có biết hết. Mình cũng thật thà mình nói hết luôn. Thì bác hỏi mình là bao nhiêu thì là một cái healthy conversion rate. Mình cũng quên mất là mình nói cái gì rồi. Hình như là mình nói là tùy theo giai đoạn, tại vì mỗi giai đoạn thì nó có một cái mức conversion rate khác nhau. Sau đó thì bác cũng nói là ok, nếu mà công ty mày nhỏ và mày không có theo hết thì cũng không sao, đó thì cũng thường xảy ra thôi. Và bác hỏi mình là vậy thì những cái giai đoạn nào trong cái phễu đó mà mình quan tâm nhất và mình thường theo dõi nhất, thì mình nói là những cái mà mình thường theo dõi. Thì đó là tất cả những cái câu hỏi mà bác Matt này hỏi mình. Thực sự là bác này hỏi rất là kỹ và khá là khó đối với mình, tại vì cái công việc của mình nó không có tạo điều kiện cho mình để mà theo số liệu nhiều lắm, cho nên là khi bác hỏi là thực sự là mình khá là bối rối. Cũng rất là nhiều người đã hỏi số nhưng mà hỏi mà đến mức kỹ như bác này là rất là ít. Và nó luôn luôn theo cái chiều hướng là ok, số như vậy mày có hiểu tại sao nó lại như vậy không, mày mong muốn là nó ở mức như thế nào, tại sao mày lại mong muốn nó lên được đến cái mức đó. Tất cả mọi thứ đều phải có lý do làm sao và phải chứng tỏ được là mình thực sự có suy nghĩ đến cái con số đó. Cái con số bạn nói ra nó cũng thể hiện cái chuyện là bạn có hiểu thị trường không. Ví dụ thị trường nó chỉ là 30% mà bạn nói bạn làm được 70-80% thì người ta sẽ biết ngay là bạn xạo. Người ta sẽ không buông tha bạn ở đó đâu. Và người ta sẽ hỏi tiếp bạn là ồ, cái đó của mày cao vậy hả? Mày có thể chia sẻ hay là gì đó không? Họ sẽ đeo đuổi đến cùng luôn á. Đó là cái đặc tính mà mình thấy là rất là rõ ở những cái người phỏng vấn ở Amazon. Họ bóc hành đến tận cái lõi luôn. Mình bắt đầu qua phần câu hỏi bác và mình hỏi về cái cách mà bác quản lý nhân viên. Bác nói là bình thường bác không phải là người thích họp nhiều, nhưng mà tại vì cái giai đoạn Covid này á, cho nên là bây giờ bác gặp nhiều hơn với lại những người nhân viên. Và toàn team thì có một cái bi-weekly, tức là mỗi 2 tuần một lần. Mình hỏi bác tiếp là dịch này nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái mảng tuyển dụng ở Amazon. Thì bác nói là nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều, tăng cái thời gian tuyển dụng hơn bình thường. Bình thường là 3 tháng thì tuyển một vị trí thì bây giờ phải mất 6 tháng. Và nó ảnh hưởng khá là nhiều đến chuyện tuyển nhân viên từ những nơi khác đến, cho nên là sẽ phải tập trung nhiều hơn vào việc tuyển nội địa trong cái nước đó hoặc là trong châu Âu thôi. Câu hỏi tiếp theo của mình á, là những cái huấn luyện, những cái learning training nào được chú trọng trong team của bác. Bác này chú trọng vào những cái huấn luyện mà sẽ tăng cái năng suất làm việc, tức là những cái huấn luyện gì mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến công việc nhất. Chứ là không phải là học lan man, học đủ thứ, mà phải là người đó yếu cái gì cho công việc đó thì học cái đó trước. Và bác này nói là ở Amazon thì có rất là nhiều cơ hội để học, không lo thiếu thứ để học, chỉ lo là chọn cái gì mà học trước thôi. Đó là hết cái thời gian của mình và bác này. Đấy, phỏng vấn tiếp theo với một chị tên là Agustina. Thì chị này based ở Madrid. Và chị mình khá nhớ chị này, tại vì lúc mà phỏng vấn thì có 2 đứa con của chị đó, cứ chạy ra chạy vô hoài luôn. Và chị vừa quay qua nói tiếng Anh với mình, rồi quay qua nói tiếng Tây Ban Nha với lại 2 đứa con. Chị này thì chị đi vào khá là nhiều về tương tác của mình và những người khác. Câu hỏi đưa ra thường là nói là khách hàng, nhưng mà đương nhiên trong cái trường hợp này thì mình hiểu là khách hàng của mình á là những cái người hiring manager trong công ty. Câu hỏi đầu tiên là một cái tương tác mà khó với lại khách hàng, difficult interaction with customer. Thì mình nêu ra một cái trường hợp là cái người hiring manager rất là đòi hỏi rất là nhiều, rất là demanding, rất là pushy. Demanding từ cái lúc mà mình vừa bước chân vô công ty và vừa gặp người đó, là người đó đã
đã dội xuống mình rất là nhiều thứ. Mình nói về cái nguyên một cái hành trình mà cái mối quan hệ của mình và cái người đó nó đã biến chuyển như thế nào luôn trong công ty. Rồi sau đó là đến một tình huống mà mình nhận được một cái critical feedback, tức là một cái lời nhận xét mà có thể nói là có tính hơi chỉ trích, cũng như là nói chung là nhận xét mà nó hơi nặng nề một tí. Rồi sau đó là kể về một cái trường hợp là mình đã làm một cái gì đó hơn cái điều được mong đợi cho khách hàng, above and beyond expectation for customer. Mình kể ra một cái chuyện là mình cố gắng tìm những cái đặc điểm ở ứng viên mà cái người hiring manager họ không có đòi với mình, nhưng mà mình nghĩ là nó tốt cho cái team đó, cho nên là mình đã cố gắng để kiếm được một cái người như vậy. Xong rồi kể một trường hợp là mình đã ảnh hưởng đến một cái người ở một vị trí lãnh đạo để mà làm một cái gì đó khác biệt mà người đó vốn là không có đồng ý. Họ sẽ kêu bạn chuẩn bị trước những cái ví dụ này trước khi mà bạn phỏng vấn, bạn nên làm điều đó. Mình không làm điều đó tại vì như mình nói là mình cái tâm trạng lúc mình phỏng vấn cái này nó hơi khác một tí. Thứ hai là thực sự là tại vì mình làm nghề tuyển dụng mà, cho nên là những cái này á mình nhớ ra rất là nhanh, và mình khả năng mà mình bịa ra một tí á, không phải bịa hết nha, nó cũng khá nhanh tại vì mình quen và vốn là mình cũng đi hỏi người ta những cái như thế này rồi. Nhưng mà nếu mà bạn không quen á, bạn nên viết ra mỗi cái, ít nhất bạn kể ra 2 cho đến 3 ví dụ bạn đã từng làm. Ví dụ như là bạn vô công ty một năm, bạn chỉ làm đúng một cái dự án đó, một cái project đó, chia nhỏ nó ra. Bạn nói bây giờ bạn vô một năm bạn chỉ làm một cái web thôi chẳng hạn, làm sao mà bạn kể ví dụ ra được cho 12 cái quy tắc được. Nhưng mà bạn sẽ làm được nếu mà bạn biết cách chia nhỏ nó từng phần ra. Ok, mảng cái khó khăn đầu tiên bạn gặp là gì, những người mà bạn phải tương tác hàng ngày là ai, ai là những người bạn có khó khăn, ai là người đã giúp bạn, ý tưởng nào bạn đã đưa ra, ý tưởng nào được thực hiện, ý tưởng nào không được thực hiện. Khi mà vẽ ra thì vẽ theo công thức STAR, và tốt hơn nữa là vẽ theo STAR AR luôn. Dẫu là bạn đi phỏng vấn công ty nào nó cũng sẽ giúp cho bạn được rất là nhiều. Ở Amazon thì nó khá là thuận lợi tại vì họ có sẵn cái bộ quy tắc lãnh đạo rồi. Giống như là bạn có sẵn dàn bài, bạn biết người ta cần cái gì rồi á, thì bạn theo rất là dễ. Giả sử nếu mà mình vô cái công việc này á, thì chị này sẽ là sếp trực tiếp, cho nên câu hỏi đầu tiên của mình á, là có cái gì đó mà ngoài cái quảng cáo tuyển dụng, tức là ngoài cái job description á, mà chị đó muốn bổ sung thêm không? Mình thỉnh thoảng mình hay hỏi câu này. Mỗi người họ có một cái sở thích, họ có những cái ưu tiên, tức là preference rất là riêng. Đôi khi á, bạn rớt chỉ vì những cái preference đó thôi, không phải là vì bạn không đủ khả năng, mà là vì có cái gì đó mà người ta mong muốn mà mình không có. Ở Amazon á, thì thực sự mình thấy là cái quy chuẩn của họ khá là đồng đều và bản rồi, cho nên là đây là cái mà mình không cảm nhận được lúc mà mình phỏng vấn, là cái gì đó nó hơi cá nhân một tí. Thì cái câu trả lời của chị này đối với mình nó cũng như vậy luôn, nó cũng không có gì cá nhân lắm. Chị đó muốn một người có thể làm việc tốt, tạo ra kết quả, deliver result, có quản lý công việc của mình tốt, ownership, high ownership, một người mà chị đó có thể tin tưởng, trust, và một người mà sẽ tự đi thúc đẩy kết quả công việc của họ, drive result, và làm báo cáo tốt, giao tiếp tốt, biết là mình đang làm cái gì, và bias for action, mình không biết dịch cái này ra làm sao nữa. Thì mình vẫn chưa hài lòng, cho nên là mình hỏi tiếp là ngoài cái 12 cái quy tắc lãnh đạo ra thì còn trông đợi cái gì nữa không, cái gì là quan trọng ở Amazon. Thì chị đã nói là phải luôn tò mò, luôn luôn học và luôn luôn hỏi, phải biết là tại sao chúng ta làm cái mà chúng ta làm, why we do what we do. Cái này thì mình cũng khá là thích. Mình thích cái kiểu mà làm một cái gì đó mà rất là conscious, rất là tỉnh táo, biết là mình làm cái gì, chứ không phải là chỉ là làm đại, làm cho có vậy đó. Và phải có cái sự liêm chính, kiểu như không có ăn bớt, ý là không có làm gì mà có lợi cho bản thân mình mà không có lợi cho công ty, kiểu như vậy. Sau đó thì mình hỏi là cái công việc sẽ được chia như thế nào. Chị đó giải thích cho mình là họ sẽ chia theo địa điểm, nhưng mà cũng tùy vào thời điểm mà cũng sẽ có cái sự phân chia lại cho nó đồng đều. Sau đó mình hỏi cái có cái chương trình để mà gọi là onboarding, tức là hay là hướng dẫn cho nhân viên mới như thế nào không. Thì chị nói là từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba thì sẽ có, và sẽ gặp những cái người mà sẽ làm việc chung, rồi những người trong team này nọ. Thì đó là cái phần với lại chị sếp trực tiếp. Thế là mình gặp hai bạn đồng cấp. Bạn đầu tiên là một bạn nữ, thì bạn này bạn nói là bạn có 4 năm kinh nghiệm trong tuyển dụng. Đầu tiên là bạn bắt đầu ở bộ phận tuyển dụng cho operations, cho vận hành. Tiếp theo là bạn qua cái mảng AWS, Amazon Web Service. Và bây giờ là cho Prime, nếu mà mình đọc chữ này đúng. Trời ơi, tự ghi lại xong mà tự không đọc được. Từ đầu năm ngoái thì bạn này bắt đầu qua làm việc cho cái mảng corporate,
dưới cái bạn mà mình vừa nói chuyện trước đó là Agustina. Bạn này thì nói cho mình là luân chuyển nội bộ trong Amazon thì rất là dễ, và cái con đường phát triển nghề nghiệp đó không phải chỉ là đi lên mà là cả đi ngang nữa. Thì cái này cũng là một điều rất là quan trọng này. Tại vì mình dễ có cái suy nghĩ là khi nào mình được thăng chức mới là mình đang phát triển. Nhưng mà thực ra thì thời đại ngày nay người ta thường hay chia ra là ví dụ như là management track và expert track, hoặc là nó có cả cái track gọi là generalist nữa, tức là một người họ làm đủ thứ nhưng họ cũng không phải là người manager. Bạn này thì ở Berlin cho nên là bạn nói cho mình về cái cấu trúc, về cái team mà tuyển dụng ở Berlin như thế nào. Bạn này thì bạn không có hỏi mình quá nhiều câu đâu, bạn tập trung vào một câu thôi là về một cái major innovation hay là major improvement. Thì mình nói về mình xây dựng lại cái quy trình này nọ, cũng khá là dài dòng, và sau đó bạn đi vào sâu hơn. Mình hỏi bạn khá là nhiều về scope, cái quy mô công việc của bạn đó, khá là tương tự như lúc mà cái bác trước hỏi mình đó. Thì bây giờ mình hỏi lại là bạn phải tương tác với bao nhiêu người hiring manager, hay là bao nhiêu team này nọ chẳng hạn. Và mình hỏi bạn về những cái thử thách mà bạn thường gặp trong công việc. Nói chung là cái phần nói chuyện với bạn này thì nó khá là, với mình thì nó khá là thoải mái. Mình không biết là có phải là người ta chia vai trước rồi hay không, nhưng mà bạn này thì đóng một cái vai rất là thân thiện luôn, chia sẻ khá là nhiều về quá trình của bạn đó, xong rồi về cái công việc này nọ của bạn. Cái bạn cuối cùng mà mình gặp thì cũng là một bạn đồng cấp, và bạn nam tên là Jacob, cũng khá là dễ thương. Phần phỏng vấn với bạn này thì nó khác những chỗ khác khá là nhiều. Đầu tiên á, là bạn hỏi mình một cái tình huống phức tạp mà mình đã từng xử lý. Rồi sau đó là một cái tình huống mà mình gặp phải vấn đề và mình đã làm như thế nào để mà figure out problem, tức là để nhìn ra được vấn đề đó. Hơi trừu tượng, hơi abstract một tí. Sau đó thì bạn chuyển qua test mình trực tiếp luôn. Cái này cũng làm mình khá là sợ vì mình không hề chuẩn bị cho cái chuyện đó. Bạn cho mình một cái job description. Mình bị cái sự cố gì nữa kìa, mình không có coi được các người. Sự cố kỹ thuật cũng mất 5 phút hơn. Bạn kêu mình build một cái shirt string cho cái công việc đó. Thì cái này là một cái task, một cái công việc khá là gọi là thường ngày của một người làm tuyển dụng. Mình build ra một cái mình tự thấy là nó rất là bình thường, mình nghĩ là chắc là chết rồi. Này chứng tỏ skill của mình kém quá. Mình chỉ bỏ một vài từ khóa cơ bản như là NLP and Python or Scala and Berlin. Xong rồi mình cũng có giải thích thêm kiểu tự cứu vớt bản thân. Mình nói là bình thường mình hay sử dụng một cái trang web khác, nó đã build in những cái filter khá là nhiều rồi. Mình gõ từ khóa thôi. Mình khá là ít khi tự viết nguyên một cái short string rồi gõ vô Google như vậy. Hoặc là ngay cả trong LinkedIn hay là Zing á, thì cũng có filter để mà chọn. Nhưng mà xong rồi bạn nói cái này, cái short string của mày đơn giản, đúng và đủ. Ok, fine. Vậy là hết. Xong rồi bạn cho mình thời gian để mình hỏi. Thì mình hỏi là bạn là cái vai trò recruiter ở Amazon á, thì sẽ chịu trách nhiệm về cái giai đoạn nào trong cái khâu tuyển dụng. Thì nó nói là ở châu Âu thì hầu hết những cái recruiter là full cycle recruiter, tức là chịu trách nhiệm cho toàn bộ cái khâu tuyển dụng luôn. Cái vị trí khác á, là sourcer thì cũng làm như vậy luôn, nhưng mà chỉ thiếu cái khâu là ra offer với lại là onboarding thôi. Vậy đó là toàn bộ 5 cái cuộc phỏng vấn nhỏ của mình tại Amazon. Nhưng mình có thể tóm tắt lại một số cái mà mình nghĩ là bạn nên chuẩn bị nếu mà bạn đi đến cái vòng này ở Amazon cho những vị trí mà không phải là tech như của mình chẳng hạn. Thứ nhất đó là đọc kỹ 12 cái quy tắc lãnh đạo của Amazon. Cái đó là chắc chắn bạn làm rồi. Có những cái quy tắc của Amazon mà không phải là bạn đọc vô mà bạn hiểu được liền. Dụ như bias for action, leaders are right a lot. Bạn phải đọc cái câu đó, xong rồi bạn phải đọc cái diễn giải của họ, xong bạn phải suy nghĩ là ôi, rốt cuộc nó nói cái gì, và nhiều khi phải Google thêm. Thì đọc xong cái đó, như mình nói hồi nãy, là bạn ngồi bạn ghi ra, hoặc là bạn tưởng tượng trong đầu làm sao để mà chắc chắn là đến lúc phỏng vấn thì bạn có thể truy xuất nó ra được liền từ não bạn hoặc là từ giấy gì đó. Bạn cũng phải nắm rất là kỹ về những công việc trước đó của mình, có cấu trúc và có số liệu. Bạn phải ngồi nghĩ lại công việc của mình nó bắt đầu từ điểm nào. Bạn phải suy nghĩ theo cái hướng là rất là process oriented, tập trung vào quy trình. Quy trình nó bắt đầu từ đâu? Ở mỗi giai đoạn của quy trình đó, kết quả công việc được đo lường bằng những cái KPI, metrics hay là OKR gì. Như thế nào là bạn đạt được yêu cầu cho cái giai đoạn đó, cho cái công việc đó. Như thế nào là không đạt? Nếu mà không đạt thì có thể là vì những nguyên nhân gì, làm sao để mà khắc phục. Thì bạn phải, trong đầu bạn phải có một cái bức tranh rất là rõ. Làm sao để mà bạn có bức tranh rõ đó thì mình không biết, tùy vào công việc thôi. Những cái chuyện chuẩn bị như là chuẩn bị cái chỗ ngồi, làm sao để mà yên tĩnh này nọ lúc mà đi phỏng vấn, hay là trong ngày phỏng vấn on-site, thì
ăn mặc như nào, những cái đó thì nó khá là, mình nghĩ là trên mạng khá là nhiều rồi, thì mình sẽ không có đề cập nữa. Mình nghĩ cái điểm khác biệt của Amazon trong cái chuyện phỏng vấn là tại vì họ bóc hành rất là kỹ và họ đi vào rất là sâu trong những cái behavioral questions, cho nên là bạn phải dành thời gian để mà suy nghĩ và nhớ lại về những cái mà mình đã làm. Mình chưa làm Amazon nhưng mà mình cũng có thể đoán, tại vì mình cũng thực hiện những cái kiểu panel interview mà competencies based này trước đây rồi. Mỗi người sẽ được chia những cái competencies riêng biệt và họ sẽ đánh giá trên từng cái competencies đó, xong rồi họ sẽ cho điểm trên từng cái competencies đó. Mình thấy có một cái hay trong cái việc sử dụng những câu hỏi behavioral questions này nữa là thực ra bạn không nhất thiết phải có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ như là mình đã thấy có những bạn làm customer service xong rồi nhảy qua làm recruiter. Mình nghĩ là họ tạo điều kiện cho bạn chuyển đổi, cũng như là họ tạo điều kiện cho những người mà có thể là chưa có nhiều kinh nghiệm. Mình cũng thấy có nhiều profile bạn recruiter chỉ có tầm vài tháng làm recruitment trước khi mà vào Amazon, tức là khá là ít luôn, chưa đến mức là junior nữa. Thì mình nghĩ là cách họ đánh giá là mức phát triển của người này như thế nào, và vì nó là behavioral cho nên là ví dụ như khi họ đặt câu hỏi nó khá là chung chung, họ nói là customer, thì tùy vào cái kinh nghiệm trước đó của bạn, customer có thể thực sự là khách hàng trực tiếp bên ngoài, có thể là khách hàng doanh nghiệp, có thể là khách hàng cá nhân, cũng có thể là khách hàng trong công ty. Khách hàng trong công ty của bạn có thể là cũng là teammate của bạn luôn, bạn đang thực hiện một cái service gì đó cho teammate của bạn. Khách hàng trong công ty của bạn có thể là một cái department khác, nó rất là rộng mở, bạn không có bị bó buộc trong một cái khuôn khổ là cái ví dụ đó phải được lấy ra từ một công việc liên quan. Đó là toàn bộ buổi phỏng vấn vòng cuối của mình tại Amazon. Kết quả thì họ thông báo cho mình là mình đậu nhưng mà tất nhiên là không có vị trí, cho nên là họ nói là mình đợi, nếu mà trong vòng 6 tháng có gì đó thì họ sẽ liên lạc lại mình. Mình hy vọng là với cái chia sẻ này thì một ngày nào đó nếu mà bạn đều đến vòng này hay cả ngay cả vòng trước nữa thì họ cũng dùng một phương pháp y chang thôi, chỉ là nó ngắn hơn, thì bạn có thể thành công hơn mình. Mình cũng cảm ơn một số bạn bè của mình là những người đã động viên để mình làm cái clip này.